Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động thành phố Hội An vừa triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày Dân Vận gắn với đợt huấn luyện của lực lượng dân quân thành phố năm 2024. Với sự chủ trì của Ban Dân Vận và Ban Chỉ huy quân sự thành phố, các cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân xã phường cùng cán bộ đoàn viên, hội viên Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn, Liên đoàn Lao động và Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cẩm Hà và phường Thanh Hà, bao gồm tặng một suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nút ở phường Thanh Hà trị giá gần 1 triệu và 5 suất quà cho 5 gia đình chính sách. Gia đình quân nhân, cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cẩm Hà, mỗi suất 800.000 đồng. Đặc biệt, các lực lượng đã cùng phát quang bụi rậm dọn vệ sinh dọc tuyến đường sông Đầm thuộc thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà và dọn vệ sinh khơi thông dòng chảy mương thủy lợi Hà Châu đoạn từ đường Lê Hồng Phong giáp đường Hai Bà Trưng. Đây là hoạt động thiết thực trong chương trình phối hợp hoạt động của Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động thành phố với sự tham gia của Ban Chỉ huy quân sự với các tổ chức chính trị xã hội và Hội Chữ thập đỏ thành phố nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Qua đó, tăng cường mối quan hệ phối hợp, tình cảm quân dân gắn kết chặt chẽ hơn.